Em Thắng Phạm Miyuki, xin chào các anh ạ. Và đây hôm nay em có biết được cái ở chỗ trong Mương Gỗ, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ có nhà của bác Sáu có cắt cái nhà kho như thế này các anh ạ. Rồi em đến đây em quay video cho các anh xem là quay video và bắn máy tôn ở trên này đã kéo tôn lên sẵn rồi và quay bắn tôn cho các anh xem ạ. Rồi mình cùng mời các anh mình cùng đi vào trong nhà mình gặp bác gái chủ nhà. Dạ đây là hai bác chủ nhà, bác trai và bác gái. Dạ, áo vô áo ơi. Dạ bác cho con hỏi là xin phép là con quay video con quay nhà kho của bác gái của bác rồi con bắn quay lợp nhà bắn to nè. Bác cho nói quay đặng mà lên mà mạng đồ đặng mình truyền thiết ra. Dạ. Rồi bác gái cũng đồng ý cho em quay đó các anh ạ. Rồi. Rồi. Rồi con cũng cảm ơn bác gái luôn ạ. Rồi con xin phép con lên mái nhà con quay bắn to nè. YouTube. Rồi ạ, rồi các anh ạ, như vậy là em đã lên được mái nhà rồi ạ. Và đây là bộ combo khoan và bắn vít của hãng Miyuki. Và đây là máy khoan và máy bắn vít đó các anh ạ. Và bộ combo gồm hai máy. Đó như vậy đó các anh ạ. Đó. Và có chú này là khách hàng thân thiết của Thắng Phạm. Rồi chú ở gần nhà Thắng Phạm mà chú có đến nhà chú mua một bộ máy khoan và máy bắn vít để về chú sử dụng công việc là lập tôn. Và chú có làm cái nhà kho như thế này. Và đây là bộ sản phẩm còn mới, chú mới mua về rồi chú khai trương làm cái mái nhà này luôn. Đó rồi ạ. Và chú cho hỏi là cái mái nhà này là bao nhiêu mét vuông vậy chú ạ? À? 135 mét vuông. Dạ 135 mét vuông hả chú? Dạ này chú có dự tính là bắn cỡ bao nhiêu con vít không chú? Chắc cỡ tương đương 1000 cây. Dạ cỡ 1000 con vít. Rồi ạ. À. À, bộ combo khoan và con vít này em bán Thắng Phạm Miyuki, em bán với giá là 8.200.000 và chú có đến nhà mua rồi em giảm cho chú 100.000 là còn 8.100.000 đó các anh ạ. Rồi và như vậy chú có mua thêm hai đầu bắn tôn rồi để chú bắn tôn lập nhà. Rồi như vậy mình bắn luôn, tiếp tục mình bắn luôn hả chú? Dạ ta chủ sạch đi được chân hả? Rồi chọn cái này lớn vô khoan mạnh dữ hả? Ở vô luôn nè sư phụ, bắn mấy bự đi sư phụ ơi. Đấy. Quá rồi. Chết mẹ xé rồi, mới có xé một cái mà. Chú cho mượn máy khoan cho các anh mình cùng xem mã của máy nha chú. Rồi mời các anh mình cùng xem mã của máy khoan ạ. Máy khoan đem bắn vít cũng vẫn được nha các anh, nhưng mà nó không có chuyên bằng máy bắn vít được. Cái thông số này luôn nè. Rồi thông số. Máy khoan có mã là 2804-20 và dòng 18V. Và có hai số 1 và số 2. Số 1 là từ 0 đến 550 vòng và số 2 là từ 0 đến 2000 vòng. Và có phân búa luôn nha các anh. Rồi ạ. Và như vậy là có sạc pin đầy nha các anh. Đó, có sạc pin là 4 mức đầy rồi ạ. Rồi em gửi lại chú ạ. Đó.
Rồi cho mượn máy vít cho các anh mình cùng xem luôn ạ. Rồi đây là máy chiên bắn vít, có mã là 2853-20 và có vòng tua là từ 0 đến 3.600 vòng và có lực nhẹp vỏ búa là 4.300 nhẹp ạ. Rồi đã gắn đầu bắn ton và máy cũng chú cũng đã chuẩn bị sạc pin đầy rồi đó các anh ạ. Rồi đây gửi lại anh thợ rồi mình xem các rồi mình cùng xem các anh thợ bắn ton đó các anh. Đó. Cho đi. Cho cách con bắt con nha. Cách con bắn con ha. À này ha. Này. Đó. Ở dưới con chỉ chiên. Ông thợ chiên chỉ anh thợ mới làm. Đó, ok. Quá ngọt. Máy này làm im hơn máy ông Nam ơi. Chiều nay mày gủ quần áo trong nhà nó nở luôn đi. Có được hả? Bao luôn, lên nhà ở, bao ăn, bao ở, bao ngủ vài tháng luôn, ok. Vợ đã bỏ ra luôn rồi. Ngủ với vợ mới được con ơi. Hai người đi một chỗ rồi ông máy thấy hết rồi chứ quay qua lại không thấy. Hai người đi ngồi đứng gần luôn. Chạy đi. Ở dưới bắn lên đó. Chạy đi. Không gian rộng mà. Máy khoan bắn vít bắn cũng ok, cũng nhanh lẹ hết các anh. Đó. Thấy chú bắn rất là chuyên nghiệp, rất là nhanh luôn á. Thợ bắn chuyên nghiệp, không bắn nhanh quá. Có số đăng hả? Có số bấm ngay góc giữa. Đó, số 3 đang rồi, để số 3. Lên số rồi. Đó, số 3 đó. Là đẹp phải không? Số 3 là chạy hết da đó. Đó rồi. Không biết cái vụ này nghe. Hết ga luôn. Thôi bóp quá chạy siết bành tỏi bóp yếu mà. Hả? Bóp nhẹ mà. Bóp luôn đi, cứu cường bóp thẳng không đó. Chuyên nghiệp quá luôn kìa. Ừ, nghĩ nó mau. Nghĩ nó chuyên nghiệp.
Đúng vậy nha. Đó là hàm vô tí nha. Ha, hàm vô tí bò lên ha. Rồi à, mình cùng mình đi coi xem ông chú thợ bắn mấy khoan hả? Mấy thì một cây trong đó bắn luôn. Hầu hốc nắm dít ra. Và đây em có đem theo cái máy bắn vít đó, mời các anh xem mà. Máy bắn vít này của em đem theo Milwaukee giọng mà 12, mời các anh mình cùng xem tem của máy ạ. Máy bắn vít giọng mà 12 có mã là 2553-20 giọng 12V, và máy có vòng tua tối đa là từ 0 đến 3.300 vòng, và máy có lực nhịp là 4.000 nhịp ạ. Rồi ạ, đó rồi. Ở đây là anh chủ nhà nè các anh. Đó, anh thấy mình làm rồi ảnh lên ảnh bắn tiếp luôn ạ. Rồi anh. Rồi vô. Bóp hết con. Ừ, vừa vậy đó. Ơi, bắn hai rồi. Cái hàng tao vừa là bắn con này nè. Con này cách con bắn con hả? Đúng không? Đúng không? Cách hàng bắn hàng. Dạ. Không sai nữa rồi. Được. Đây nè, đây nè phải không? Đây nè, đây nè. Rồi. Cái phải ha. Kêu bỏ con. Rồi kêu bỏ con. Rồi ok, bắn đi anh. Bắn ngoài vô luôn. Ngoài này nè, vô. Rồi anh bắn con này nè. Đó. Được không? Rồi. Rồi, ok. Đập đó. Ừ. Anh này cũng chưa có chuyên nghiệp lắm mà bắn máy thấy bắn rồi. Ok ok, bỏ con hả? Rồi ok, vừa tới ngưng thôi, canh ra vậy nó đều hết không anh. Rồi đó, rồi tiếp đến luôn. Con này bút con cho nó đựng tập hình. Rồi. Con. Kẻ phán là một chuyện, cái người bắn. Đó. Thì máy bắn vít là bắn rất là dễ luôn các anh. Không phải là thợ chuyên nghiệp hay là bình thường, hay là thợ bình thường thì là bắn đều được hết các anh ạ. Một đây gì đó. Đó. Quá đơn giản luôn. Quá đơn giản. Dạ mấy chị không có bắn lỗi này không anh? Rồi. Ok đúng rồi. Sao ông đi trên hàng khác ta? Cãi đó. Bỏ mình bỏ qua đi. Bỏ qua con nó đi. Dạ. Ừ. Con đây bắn giáp luôn đi. Con đó bỏ xong rồi qua tiếp ngay đây luôn nè. Bắn to là máy 12 là bắn là thấy cũng vừa máy 12 là bắn to là thấy cũng là vừa dư sức là đủ lực để bắn to nữa các anh ạ. Anh cầm máy anh bắn ton nè, có nặng nè không anh? Không, vừa tay lắm. Vừa tay nhẹ ha. Rồi vừa. Tiếp tục anh ạ. Bỏ con dứt hoài nữa. Bỏ bắn con bỏ con sống.
chú thợ này bắn máy khoan là bắn nãy giờ là cũng rất là nhiều luôn đó hả? Sao chú bắn chuyên nghiệp quá chú bắn nhanh quá chú ơi. Này bắn trên 30 năm rồi chú ơi. À, chú bắn con trên 30 năm rồi hả? Quá chuyên nghiệp. Mái nhà quá rộng, mỗi người một góc á. Bóp mạnh mạnh đi đừng bóp nhẹ. Sạch đi, hết ra đi. Xịn toàn ra sao mày? Thì không ngưng. Chuyển vào bậc 3 chuyển sao? Bấm nút quá chú. Nút giữa. Nó bậc 3 đó. Máy này ngon, con cái bấm nó vừa tới nó bị móp thiết nha. Vừa tới là nó đang là đây. Nó cũng như là nó bị dư á. Cầm thêm cây đi cha, ông bắn luôn cha. Đỡ mau cha. Cha em cũng lấy máy bắn tiếp luôn anh ạ. Thử nó có ngắt không? Không, bị gì nó to mình đâu có cứng đâu ngắt. À. To nó mới hơi thì mình đâu có được. Nặng thì nó mới ớt mẹ hết rồi. Chỉnh qua chế độ bóp vít các anh, số 2 các anh. Mà bắn nó còn không có ngắt nữa tại vì to nó nhẹ quá. Anh thợ này cầm máy bắn rất là đầm luôn các anh ạ. Nó đều nhịp nó đầm lắm anh ạ. Đó, ảnh cầm máy ảnh bấm ảnh bắn tòn nó nhìn thấy rất là thương luôn á, máy chạy rất là mịn luôn á. lợp tòn máy nhà kho 135 m² mà 4 người thợ bắn 4 máy. Này bắn chắc nhanh lắm các anh ạ. Thợ chuyên nghiệp hay là thợ chưa chuyên nghiệp hay là bình thường mà cầm máy bắn vít bắn là rất là ok, rất là dễ thao tác. Chú thợ rồi chuẩn bị thêm đạn. Lý do
quá lẹ. Anh cái anh chủ nhà này anh bắn quen rồi các anh, anh bắn quá lẹ luôn. Nhanh. Máy M12, bắn vít M12. Và bắn ton là khỏi lo về yếu các anh ạ. Quá nhanh quá lẹ luôn mà vừa tay cầm nhẹ nhàng luôn á các anh. Này bắn rồi các anh. Ông thợ này ông bắn ông bắn máy rất là đầm, rất là mạnh luôn ạ. Điều gan à. Anh thợ khen cái anh ơi, bắn quá im rồi. Em Thắng Phạm cầm máy quay cho các anh rồi, em không có bắn con được rồi. Em chưa có biết cảm giác rồi, bắn con nó sướng, nó đã thế nào các anh ạ. Sử dụng máy pin không thấy một sợi dây điện nào hết đó các anh ạ. Chỉ có một sợi dây điện đường này thôi ạ.
chú ơi, hồi cúng dây điện cúng tiếp cho nghe chú. Không, cái này không có dây điện chú ơi. Không có dây điện. Đấy, coi chú có chạy điện nha, cúng tiếp cho chú cho nó lẹ. Bốn người thợ làm bắn bốn máy bắn vít và bắn ton máy nhà kho 135m2 và bắn tầm khoảng 25 đến 30 phút rồi các anh ạ. Có máy sử dụng pin mình chỉ cần đem máy lên máy nhà và mình bắn thôi các anh ạ, không có cần phải lo là dây điện kéo dây điện gì hết ạ, nó an toàn mà nó nhanh lẹ nữa. Cứ bắn bình thường đi không sao đâu. Cha em cầm là máy sử dụng pin 2.0 mà này bắn cha em bắn nãy giờ cũng rất là nhiều con vít mà chưa có hết pin nữa nè. Anh thợ này bắn máy bắn ốp chích rất là mịn, rất là im luôn á, khoái quen hoài luôn á. Gần xong rồi còn hàng nữa hả? Con vít vài dây một mái nhà vài chục khúc. Này máy mình sạc bên đầy bắn gì mình cũng không biết là bao nhiêu con vít đó các anh ạ. Làm mà mình không có biết là bao nhiêu con vít thì cứ sử dụng thôi, khi nào hết pin là mình sạc thôi các anh ạ. Mà một mái nhà 135m2 là sử dụng pin 5.0 là không có lo hết đâu các anh ạ, khoảng gấp 2 gấp 3 lần cái mái nhà như thế này nữa. Im. Đây. Rồi, xong. Còn vài con nữa. Xong thêm. Lăn
đầu tiên mình mới bắn được cái máy Mỹ các bạn. Mình còn như là chơi máy Trung Quốc thì mình có ngay Trung Quốc nữa nè. Mà bây giờ tôi cho nó nghỉ ăn éo. Đây các bạn, cái máy Trung Quốc bây giờ đó, bây giờ tôi cũng chích thuốc nó lay ra vô nước biển này kia rồi. Coi như là đó. Bây giờ bữa nay là mua cái máy này là khai trương luôn. Yeah. Còn cái máy này bây giờ nó bệnh quá, giờ bây giờ tôi phải đi chích thuốc nó mới được. Máy này có thể là cho nó nghỉ dưỡng già luôn. Rồi ạ, và chú nha. Dạ rồi, và chú cho hỏi vài câu là chú bắn máy bắn vít rồi bắn ton lập nhà rồi chú thấy rồi bắn bắn có nhẹ nhàng không chú ạ? Ok, gấp 10 lần cái cây Trung Quốc. Dạ. Yeah. Vừa tay nè. Rồi vừa bắn im này, rồi cái sức lực gì có đủ hết chứ. Dạ. Yeah. Rồi. Rồi cái độ rút cây vít nó cũng ngon hơn nữa. Dạ, độ rút vít ngon hơn. Dạ, yeah, bắn nhanh này ạ. Nó không có làm cho tổn cái vật tư mình. Đó. Đầu ngày chú sắm một bộ khoan và bắn vít đó các anh ạ. À. Chú có nhận xét là máy này bắn im, nhanh lẹ. Rồi ạ. Rồi như vậy là xong rồi đó các anh ạ. Bắn nhà kho máy ton lợp nhà 135 m² là bắn dít đều như vậy đó các anh ạ. Pin 2.0 bắn dít chàm bắn nãy giờ là còn 2 m³ đó các anh ạ. Đó. Rồi mình đến mình cùng xem là máy khoan và máy vít rồi sử dụng pin 5.0 và sạc đầy rồi bắn máy nhà là còn bao nhiêu nha các anh. Wow, còn 3 m³ đó các anh. Đó, còn 3 m³ nữa. Rồi, đây là máy khoan. Rồi tiếp đến là máy 4 m³ luôn. Máy bắn vít 4 m³. Wow. Sao mà bắn không có hết pin gì hết trơn vậy? Bắn máy này ông chú thợ là ông bắn nhanh nhất và nhiều nhất mà còn 4 m³ đó các anh ạ, chưa có hao giật mức pin nào hết ạ. À. Wow. Máy bắn vít còn 4 m³ đi chăng á. Máy bắn vít không có hao pin các anh ơi. Chú ơi, chú sử dụng máy bắn vít sao mà chú bắn máy bắn vít không hết pin gì hết vậy chú? À, theo mà nếu mà thông thường cục máy này là 4 cục pin mà bắn hết 1 cục, còn cái máy Trung Quốc tôi 3 cục thì chắc bắn hết 6 cục. Dạ. Yeah. Theo máy... thời gian thì máy Trung Quốc có thể gấp 3, gấp 4 lại. Có thể là chú bắn nhanh, bắn lẹ quá nó không có hao pin hay sao các anh? Không phải. Pin là pin. Máy. Không có nó lẹ hay chậm. Không dính gì dính vô đây vô trọng chân hả? Bắn máy bắn vít thì bắn hết máy ton này không... Chưa có hao pin, hao 1 m³ luôn các anh ạ. Wow, em bất ngờ thật. Máy bắn vít không hao pin mà nó bắn không nghỉ đó, bắn từ đầu luôn. Quay tổng máy nhà, quay tổng máy nhà đứng góc này nè, quay tổng máy nhà. Đúng rồi nha. Đứng góc này nè. Rồi. Rồi giao cho ông thợ nè. Rồi. Mỏng của mình lấy máy đủ nó để nó à. Rồi như vậy thu xếp đầu ngày mình xuống các anh ạ. Rồi như vậy là xong rồi, các chú thợ đi xuống hết rồi các anh ạ. Rồi ạ, à, và cuối cùng em cũng đã hoàn thành video đến chỗ nhà kho của bác Sáu Gái. Rồi quay bắn ton lợp nhà và sử dụng máy khoan và máy bắn vít sử dụng pin của hãng Milwaukee. Rồi em cũng hoàn thành quay cho các anh xem xong rồi ạ. À. Và các anh xem video em chia sẻ máy ba khoan sử dụng pin và máy bắn vít sử dụng pin bắn ton như video này ạ, thì các anh hãy chia sẻ video này với bạn bè và mọi người cùng xem video này ạ. Và các anh ủng hộ em đăng ký kênh của em Thắng Phạm Milwaukee và nhấn nút chuông để nhận được thông báo khi em ra video giới thiệu sản phẩm của hãng Milwaukee mới nhất ạ. Dạ, em Thắng Phạm Milwaukee xin chân thành cảm ơn các anh đã đón xem và theo dõi video ạ. Thank you so much. Ok, goodbye, see you again.